Rồi, chào các bạn. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học buổi thứ ba của môn quản trị chuỗi cung. Thì trong hai buổi hôm trước thì mình đã giới thiệu cho các bạn những cái nội dung cơ bản liên quan đến môn quản trị chuỗi cung, cũng như là các cái khái niệm cơ bản trong cái chương một. Thì trong chương một chúng ta đã tìm hiểu các cái khái niệm liên quan đến chuỗi cung ứng và cái quản trị chuỗi cung ứng. Thì trước khi đi vào bài học ngày hôm nay thì mình cũng nhắc các bạn một số việc. Cái thứ nhất đó là như mình đã nêu trong cái Google Classroom, đó là khi các bạn up file lên cho cái chỗ My Map á, thì các bạn nhớ là có hai cái thứ nhất đó là khi các bạn export thì các bạn sử dụng cái phần mềm gọi là XMind, thì các bạn phải sử dụng cái bước là export chứ không phải là save, được chưa? Để ra cái hình ảnh này mình làm thử. Đây mình làm thử ví dụ giống như giả sử mình tạo một cái ở đây rồi, một cái sơ đồ ở đây. Bạn nên chọn tùy chỉnh sơ đồ sao cho nó nhìn cho nó đẹp đẹp chút ha, chứ các bạn nhìn sơ đồ có nhiều bạn nhìn sơ đồ xấu quá. Đấy. Rồi, giả sử mình lấy cái sơ đồ này luôn. Bây giờ mình không không làm gì nữa cho mất công được kia. Rồi, đại khái như vậy. Bây giờ cho mình giới thiệu các bạn cách xây đây. Thì các bạn chỉ bấm vào đây này, bấm chỗ export đây này, bấm chỗ PNG này. Export là nó sẽ có xuất hiện ở đâu đây, có ở đây desktop say ok. Giả sử các bạn tạo xong thì các bạn là export thì hẳn sẽ ra được hình ảnh đây nhớ nghe, thì đừng có saver ngay, saver là không có đâu. Rồi thì đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là khi các bạn up các cái file ảnh này vào trong cái Excel thì cần phải chú ý rằng các bạn đừng có xóa cái file Excel được này. Đấy, tại nhiều bạn vào bằng điện thoại thì rất dễ, ở đây mình có điện thoại cho các bạn xem. Nhưng các bạn vào trong bằng điện thoại rồi các bạn bỏ vào trong cái Smart này, bạn có cái file file Excel thay vì bạn kích vào đây để mở thì bên này các bạn rê chuột qua này có cái nhấn bên này các bạn bấm nhấn cả nó mất luôn cái file Excel, cho nên là nó rất là nguy hiểm. Đấy, cho nên các bạn cần phải chú ý ha. Đấy, cẩn thận. Cho mất cái file này là mất công phải tạo lại, các bạn phải thoát ra khỏi lớp. Sau đó các bạn vào lại thì hẳn sẽ có file, thì hẳn sẽ rất là mất công. Cho nên là các bạn cần phải cực kỳ cẩn thận. Cái thứ hai đó là bởi vì cái file này mà lỡ bị mất á, thì hẳn sẽ mất luôn toàn bộ dữ liệu, thậm chí là mất luôn cái điểm mình đã chấm. Đấy. Cho nên là không điểm mình đã chấm thì hẳn sẽ không bị mất, tuy nhiên hẳn sẽ mất toàn bộ dữ liệu. Cho nên là các bạn khi mà nộp cho mình á, thì đầu tiên là bạn hãy làm xong mà sao luôn. Các bạn tải luôn cái file này về trong laptop hoặc trong máy của bạn. Đây, bạn cứ có cái file đây. Các bạn tải luôn về trong máy của bạn. Download Excel. Đây, tải về. Và các bạn làm bài tập như làm bài tập ở trên này vậy. Sau khi làm bài tập bạn giảng ở đây rồi thì các bạn mà giảng lên trên này thì ở chắc đúng không? Chẳng trường hợp là đôi lúc thì kiểu mà các bạn bị lỡ tái xóa cái file cả nó mất luôn cả trên đó rồi dưới này các bạn không lưu rồi thành ra là bạn mất hết. Đấy, cho nên nó là một cái lưu ý của mình đối với các bạn ha. Rồi cái lưu ý thứ hai liên quan đến cái nhóm mà làm về các cái data về blockchain á, thì hôm trước mình đã yêu cầu các bạn đó là bắt đầu thực hiện cái data nhóm, những cái nhóm nào mà làm data liên quan đến cái tìm hiểu công việc thực tế của một nhân viên logistics hoặc là nhân viên đơn hàng hoặc là nhân viên quản lý đơn hàng hoặc là nhân viên mua hàng ấy, thì các bạn cần phải nhanh chóng tìm các cái cán bộ doanh nghiệp. Còn những cái nhóm mà làm về cái data so sánh thì các bạn cần phải nhanh chóng xác định hai cái doanh nghiệp, hai cái chuỗi cung ứng bạn sẽ so sánh, và lưu ý rằng các bạn nên so sánh hai cái chuỗi cung ứng trong cùng một ngành. Ví dụ như họ sẽ giống như so sánh giữa Vinamilk và TH Trumilk đấy, như vậy hoặc trên thế giới thì so sánh giữa Toyota và Hyundai cũng vậy, thì hàng sẽ phù hợp hơn để mà so sánh. Khi đó thì các bạn sẽ chỉ ra các cái điểm khác biệt của các cái doanh nghiệp trong cùng một ngành, vậy thì cách thức họ tổ chức kiểu nó khác nhau như thế nào, được chưa? Trong trường hợp đó lúc các bạn lấy hai cái doanh nghiệp có khác biệt thì cái việc chỉ ra khác biệt không có cái gì đáng để so sánh cả, đúng không? Ở đây là chúng ta so sánh để xem thử là bên nào làm cái chỗ mà tốt hơn. Đây, cho nên là cái lưu ý nhé. Ngoài ra thì các cái nhóm mà làm việc data blockchain ấy, thì có một nhóm làm nộp cho mình một cái đề xuất đó là xây dựng phương án dùng cái blockchain vào trong cái chỗ của mình của Scavi Huế. Thì có một vấn đề đó là bởi vì Scavi Huế nó là một cái công ty,
Cho nên bây giờ mà các bạn lấy một công ty cụ thể như này thì hẳn sẽ có vấn đề, đó là các bạn sẽ khó để thu thập dữ liệu từ công ty. Vì vậy là các bạn nên lấy một cái chỗ mạng mà tăng mang tính phổ cập và thông tin về chỗ mạng nhiều, chẳng hạn như là chỗ có mạng thịt lợn trên địa bàn thành phố ấy, chẳng hạn thịt lợn sạch đi đấy, thì các cái thông tin liên quan đến các bên tham gia thịt lợn như là cái nguồn thịt, lò mổ, vận chuyển, bán lẻ, người tiêu dùng ở trên mạng rất là nhiều đấy. Và các bạn có thể lấy dữ liệu mạng để mà đưa vào trong báo cáo, thay vì cái data trên này thì các bạn phải lấy dữ liệu của công ty để đưa vào báo cáo thì rất là nhạy cảm và khó để xin, được chưa? Đấy. Còn cái cách mà để các bạn làm cái data này thì mình đã có hướng dẫn trong cái file hướng dẫn ở đây rồi. À, file hướng dẫn đây rồi, thì các bạn chỉ việc vào trong file hướng dẫn của mình, bài tập nhóm đây, vào trong cái file hướng dẫn mình lấy để xem ha. Đấy, hướng dẫn của mình ở đây, hướng dẫn liên quan đến data liên quan bộ slide sẽ ở đây, được chưa? Thì đây, đây là cái lưu ý của mình liên quan đến bài tập nhóm ha. Ngoài ra thì hôm trước mình có đưa cho các bạn một bài tập nhóm nữa, là các bạn sẽ xây dựng phác thảo cho mình chuỗi cung ứng của iPhone và cà phê Starbucks. Trong đó thì các bạn phải giải quyết cho mình 4 cái câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất đó là các thành viên của chuỗi cung ứng này gồm những ai và họ nằm ở đâu, cách thức vận chuyển lưu trữ như thế nào, cách thức trao đổi thông tin lên kế hoạch kết nối các thành viên trong chuỗi cung ứng như thế nào, các cái vấn đề của chuỗi cung ứng mà nhà quản trị cần phải quản trị là gì, được chưa? Đây thì các bạn cần phải làm, các nhóm cần phải làm để thứ sáu này đọc cho mình ha. Rồi thì hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm hiểu những cái nội dung khác của cái môn học quạt chương 1 về giới thiệu về quản trị chuỗi cung ứng. Trong những hai cái nội dung còn lại thì mình sẽ nói khá nhanh để mình có thể qua kịp chương 2 ha. Trong cái cả hai nội dung còn lại thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái cấp độ trong quản trị chuỗi cung ứng và cả cái thực trạng về hoạt động chuỗi quản trị chuỗi cung ứng hiện nay. Thực trạng với cả hoạt động chuỗi quản trị chuỗi cung ứng hiện nay. Thì trước khi đi vào cái đó thì mình sẽ giới thiệu để mà nhắc lại cái thế nào và lịch quản trị chuỗi cung ứng, thì mình sẽ cho các bạn xem một video giới thiệu về chuỗi cung ứng của cà phê Trung Nguyên, được chưa? Cà phê Trung Nguyên là một trong những cái công ty mà quản lý chuỗi cung ứng, công ty kinh doanh cà phê thành công nhất của
thì đấy là cái chủ của mình của Trung Nguyên thì các bạn cần phải nắm được. Và như lúc hôm trước mình nói đó, một cái chủ của mình thì có gồm rất nhiều các cái công ty, các cái tổ chức, các cái cá nhân, các cái đơn vị tham gia trong chủ mình đó. Và việc của người quản trị chủ mình là gì, mục tiêu của quản trị chủ mình là gì? Các bạn nhớ mục tiêu của chủ quản trị chủ mình gồm có hai mục tiêu. Đó là làm sao, cái nhất đó là làm sao để đạt được cái khả năng đạt được cao nhất đấy, tức là khi nào mà cái cả người tiêu dùng cần họ có hàng để mua, khi nào mình bán lại cần thì họ có hàng để bán đấy. Ngược lại nó lại có một cái mục tiêu thứ hai, đó là giảm tồn kho và chi phí hoạt động, tức là để đạt được các mục tiêu đầu tuy nhiên với chi phí là thấp nhất nhé. Thì các bạn dùng khi nào mà cân bằng giữa hai cái đó thì nó đảm bảo rằng là chủ mình nó hoạt động một cách hiệu quả và hoạt động quản trị chủ mình là tốt, được chưa? Nó đơn giản là mục tiêu là như vậy thôi. Và nhớ là mục tiêu này nó khác về các mục tiêu quản trị chung ha. Mình lấy một cái ví dụ, có một cái bạn là cái bạn này học là khóa 43 ngành thương mại luôn đấy, thì bạn này hiện tại là đang là giám đốc chủ của mình của Scavi Huế. Tức là bạn dùng rằng mà Scavi Huế hiện tại là có hai nhà máy đấy, hai nhà máy. Nhà máy, một nhà máy là khoảng 5.000 công nhân đấy, thì bạn này là một trong hai quản lý giám đốc chủ mình của một trong hai nhà máy này nhé. Tức là bạn dùng rằng con rất trẻ, nó có khóa 43 ở trong mình, tức là cộng hơn các bạn vài tuổi thôi đó, được chưa? Đấy, và còn rất trẻ nhưng bây giờ đã rất là thành công rồi, và là một cái người mà có thể nói là trong những gương mặt thành công nổi bật của cái ngành thương mại ta, được chưa? Đấy, thì các bạn dùng rằng với vai trò đó là giám đốc quản trị chủ mình của Scavi, thì nhiệm vụ của bạn này là gì? Nó đơn giản chỉ là hai thứ. Cái nhất đó là đảm bảo lúc nào bộ phận sản xuất cần, hoặc là thị trường cần, hoặc là cái khách hàng cần thì có hàng hoặc là có nguyên liệu đấy. Cái nhiệm vụ thứ hai đó là mua hàng đúng lúc, hoặc là cung ứng hàng đúng lúc, hoặc là tồn kho với mức thấp nhất để đảm bảo rằng cái chi phí hoạt động nó thấp nhất đấy. Thậm chí trong nhiều trường hợp là cả công ty Scavi với vai trò quản lý giám đốc công ty Scavi thì chúng ta phải tiến hành outsourcing cho các cái nhà máy khác, các cái đơn vị khác ở Huế hoặc ở trong cả nước, để đảm bảo rằng cái hàng hóa nó có cái tốc độ sản xuất nó nhanh, đáp ứng kịp thời, và cái chi phí để mà nó khởi tạo một cái quy trình sản xuất đó, và chi phí để mà hoạt động cũng như là chi phí tồn kho nếu mà hàng hóa nó không bán đi được là nó thấp nhất có thể đấy, được chưa? Thì đấy là một cái hình thức của một cái CEO về quản trị chung và nhiệm vụ của họ, tức là với vai trò quản trị của một cái chung mình của mặt hàng dệt may thì nhiệm vụ của họ là như vậy nhé. Đấy, nghe thì rất là đơn giản, tuy nhiên các bạn dùng là một ngày mà để mà đảm bảo được hai cái này không, mà cân bằng ra được cái mức tối ưu thì một ngày như vậy có hàng nghìn việc cho các bạn để các bạn phải xử lý ha, có rất nhiều việc cho các bạn để các bạn xử lý. Bộ phận này thiếu, bộ phận này thiếu, bộ phận kia rên rồi, tất kiểu mà kế toán tài chính lại tháng chi phí đủ thứ ha, chỉ cần kỳ để cân bằng hai cái này thôi, được chưa? Đấy, thì sau này nếu các bạn có cơ hội trở thành một giám đốc chủ mình thì bạn sẽ giống nó là như thế nào ha. Rồi quay trở lại cái nội dung tiếp theo trong cái chương này thì mình sẽ nói về cả cái cấp độ quyết định trong quản trị chủ mình. Thì trong quản trị chủ mình mà có tất cả là 3 cấp độ chiến lược, cấp độ chiến thuật và cấp độ hoạt động. Thì cái này mình chỉ nói nhanh thế này, nghĩa là cái này đơn giản là các bạn giống rằng nó tùy thuộc vào cái cấp độ quản lý. Ông giám đốc thì ông sẽ đưa ra cái quyết định ở cái cấp độ của ông giám đốc. Quyết định là tâm vị mô, thường mang tính chất là cả cái chiến lược, cái gì rất là chung. Cái ông trưởng phòng thì thường nó là những cái mang tính chất gọi là chiến thuật hoặc là kế hoạch. Đấy, hàng thường thì cái gì mà nó liên quan đến một cái mảng cụ thể, một cái nhóm công việc cụ thể, và thường là nó mang tính chất là một cái kế hoạch. Đấy, thì tại các cái nhân viên thì sau khi mà đã nhận được cái kế hoạch và cũng như là cả cái chiến lược phía trên rồi ấy, thì họ sẽ triển khai các cái hoạt động. Đấy, thì các bạn dùng rằng một cái chủ mình nó cũng có các cái cấp độ ra quyết định như vậy. Đây, thường là có 3 cấp độ ha. Với cấp độ chiến lược thì nó sẽ liên quan đến cả vấn đề về chính sách của chủ mình, cái cấu trúc
thiết kế của chúng mình cũng sẽ gồm bao nhiêu đại lý cấp 1, bao nhiêu đại lý cấp 2. Các cái liên minh của chúng mình là cái chủ mà chúng ta sẽ liên minh đằng trước là gồm những công ty nào, đằng sau gồm những công ty nào, các vấn đề liên quan đến tài chính của chúng mình đấy. Và đặc thù của cái này đó là làm thế nào để cấu trúc chuỗi mình trong 3 năm tới. Tức là sao? Tức là các cái quyết định đưa ra phải thường đến tương lai. Bạn bây giờ bạn phải xây dựng của chúng mình trong tương lai, chứ không phải là bây giờ các bạn chỉ tập trung vào các cái chủ mình hiện tại đấy. Thì đây là một cái đặc thù của cấp độ trực tuyến. Thì cái phần này nó nói lên rằng đó là các bạn ra trường, các bạn đưa vào các vị trí liên quan chủ mình, thì các bạn sẽ có các cái cấp bậc khác nhau. Và tức là các cấp bậc khác nhau thì bạn phải nắm được mình phải đưa ra những quyết định gì và cái đặc thù của những quyết định mình phải như thế nào, được chưa? Rồi nhóm cái thứ hai, nhóm thấp hơn, nhóm trường phong đó, tức là cái quyết định mang tính chất gọi là chiến thuật hoặc là kế hoạch, supply chain planning. Thì trong đó hàng bao gồm những cái thông tin như cái quyết định về mô hình kinh doanh, cái chương trình quảng cáo, các cái ưu tiên về cạnh tranh đấy, tức là những cái mà mang tính chất gọi là triển khai thực thi và vận hành đấy. Và đặc thù đó là quyết định trong quý hoặc năm trong năm tiếp theo. Cái cuối cùng đó là chiến lược mang chất của nhóm hoạt động đấy. Thì thường nó sẽ liên quan đến các quyết định về vị trí đặt hàng tồn kho hoặc là chính sách tồn kho, cách bố trí cả cái hàng hóa hoặc là vận chuyển hàng hóa, các cái công nghệ ứng dụng trong cái chuẩn mực. Thì đặc thù của mình này đó là cái mang chất gọi là hàng ngày hàng tuần đấy. Thì đấy là các cái cấp độ lên cấp độ về chiến lược của chúng mình. Các bạn có thể xem trên mẹ slide này để nắm rõ hơn. Thật ra hẳn cùng là những cái mà mình vừa nói thôi. Nó sẽ tùy thuộc vào cái cấp độ của chủ mình nó nằm ở đâu, cấp độ nào trong chủ mình để các bạn đưa ra các cái quyết định nó phù hợp và với các cái mục tiêu nó phù hợp. Rồi, nội dung cuối cùng của chương này đó là môi trường của quản trị chủ mình hiện nay. Thì các bạn dùng cái này, ngày càng trở về sau thì người ta càng chú ý đến chuột của mình. Vì sao? Bởi vì cái tính liên kết giữa các cái công ty ở trên toàn cầu nó ngày càng cao. Cái tính gọi là toàn cầu hóa về sản xuất, toàn cầu hóa về tiêu thụ, toàn cầu hóa về cái kết nối thông tin giữa các cái đơn vị nó ngày càng cao. Vì vậy cái yêu cầu về quản trị chủ ứng nó ngày càng trở nên cấp bách đấy. Tuy nhiên hoạt động quản trị chủ ứng của hiện nay á, nó đã khác rất nhiều so với cái hoạt động quản trị chủ ứng cách đây 7 năm đấy. Và chúng ta xem cả cái tác nhân nó gây ra kể cả sự khác biệt này cũng như là nó khác thì nó khác như thế nào ha. Rồi trước khi xem cái này thì chúng ta xem một số cái video ha. Đầu tiên mình xem video này. Chào mừng quý vị đang đến với chuyên đề kinh doanh của chương trình Nhịp cầu doanh nhân. Thưa quý vị, trên tay tôi đang cầm một chiếc giày và điều này thưa quý vị cũng đã thấy rồi đúng không ạ? Nhưng để đến với người tiêu dùng thì đôi giày này đã trải qua rất là nhiều hành trình. Và hành trình đó là sự phối hợp của rất nhiều khâu, từ nhà cung cấp nguyên vật liệu như vải, keo, chỉ, các nhà máy gia công may giày trên khắp thế giới, các đơn vị vận chuyển, các bến cảng nơi mà đôi giày được nhập cảnh, hay là đoàn xe vận chuyển, máy bay. Và tiếp đến là các trung tâm phân phối, các cửa hiệu bán sỉ, bán lẻ, và cuối cùng thì mới đến tay người tiêu dùng của chúng ta. Và đó là một chu trình khép kín hoàn toàn được can thiệp bởi chuỗi cung ứng, hay còn gọi là supply chain. Vậy chuỗi cung ứng là gì? Mô hình thực hiện quản trị chuỗi cung ứng là như thế nào? Để quý vị khán giả có cái nhìn toàn diện hơn về chuỗi cung ứng cũng như vai trò và cách thức vận hành hiệu quả tại Việt Nam, chuyên đề kinh doanh kỳ này với chủ đề chuỗi cung ứng toàn cầu, cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam, rất hân hạnh được đón tiếp ông Julian Brun, tổng giám đốc công ty tư vấn quản lý sản xuất cung ứng CEL. So thank you for your joy with us today. Trước hết, ông có thể cho biết chuỗi cung ứng là gì? Như thế nào gọi là một chuỗi cung ứng tối ưu?
Chuỗi cung ứng là một mạng lưới các công ty mà sản xuất và vận chuyển các sản phẩm tạo ra bằng cách tăng thêm các giá trị này hoặc khác để tiếp cận đến khách hàng cuối cùng. Nó thực sự là một hành trình bắt đầu từ các nguyên liệu thô như mỏ sắt, xăng dầu, bông, cho đến lúc được trưng bày trên kệ của một cửa hàng hoặc siêu thị. Tổng quan quản trị chuỗi cung ứng là hoạt động phối hợp các công ty, nhà cung cấp, khách hàng và các phòng ban nội bộ với nhau để dòng chảy của sản phẩm được thực hiện tại mức chi phí tối thiểu, tức là có lợi nhuận và vào đúng thời điểm. Nghệ thuật của quản lý chuỗi cung ứng là tìm giải pháp tối ưu giữa chi phí và dịch vụ. Điều này là lý do tại sao nó đòi hỏi một người có cả kinh nghiệm và hiểu biết để biết cách tận dụng công nghệ thông tin cung cấp các dữ liệu để đưa ra quyết định. Trong các khâu của chuỗi cung ứng, theo ông khâu nào là quan trọng nhất và vì sao? Điều này tùy thuộc vào từng lĩnh vực. Mỗi một ngành như gạo, may mặc hay nội thất đều có tầm quan trọng khác nhau. Nhưng nhìn chung, chuỗi cung ứng có hai trách nhiệm chính, đó là chi phí và thời gian. Và nó phải cân bằng giữa chi phí và thời gian. Bạn nghe ha, nếu bạn cân bằng giữa chi phí và thời gian. Đây chính là một ví dụ về thời gian là chỉnh lắm, cả thời gian đáp ứng. Vấn đề là sản phẩm không xuất hiện đúng thời gian và đúng chỗ. Nhưng nói chung, điều mà các công ty bỏ lỡ nhiều nhất chính là xây dựng các quy trình dự báo hợp lý về nhu cầu trong tương lai. Đây là một yếu tố đầu vào chiến lược cho chuỗi cung ứng để chuẩn bị và thực hiện tối ưu. Không có dự báo thì coi như bạn bị mất phương hướng, bạn đưa ra quyết định sai, bạn sẽ mất tiền. Lợi ích của doanh nghiệp và của cả nền kinh tế nói chung khi tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Gia nhập WTO đã mở ra cầu nối giữa thị trường thế giới và Việt Nam, cũng như giữa các công ty quốc tế và công ty Việt Nam. Không còn hàng hóa nào trên thế giới được thực hiện 100% tại địa phương và được bán 100% trong nước. Tất cả các thành phần, bộ phận bắt nguồn từ nhiều nơi trên thế giới thì đều được lắp ráp ở một nơi và phân phối trên toàn thế giới. Giày dép, nội thất, thuốc lá, máy ảnh, TV đều như vậy. Vì vậy, các công ty Việt Nam phải cởi mở và kết nối tốt hơn với các công ty khác trên thế giới để trở thành một phần trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong tình hình khủng hoảng kinh tế như hiện nay, trong ba ngành chính của chuỗi cung ứng là thu mua, sản xuất và phân phối, theo ông, ngành nào bị tác động nặng nề nhất? Vì sao? Đối với Việt Nam, điều này ảnh hưởng đến chủ yếu là sản xuất. Các nhà máy ở đây có thể sẽ phá sản hoặc sa thải một phần lớn lao động của mình. Khi thị trường bán lẻ trong nước không làm tốt, các nhà sản xuất đang cung cấp cho thị trường nội địa cũng gặp rắc rối, hoặc trường hợp khả quan nhất là không thể phát triển theo kế hoạch. Chuỗi cung ứng bắt đầu với nhu cầu. Nếu nhu cầu không có, các hoạt động chuỗi cung ứng khác như tìm nguồn cung ứng hoặc sản xuất đều bị ảnh hưởng. Đây là trường hợp ở Việt Nam vì thị trường trong nước không thể bắt kịp với khối lượng xuất khẩu giảm. Tác động đối với sản xuất là rất nghiêm trọng vì nó là khía cạnh của chuỗi cung ứng tạo ra thêm nhiều việc làm. Nếu những nhà máy không có hàng hóa, công nhân sẽ ít có việc làm, thu nhập cho người dân ít hơn và do đó sức mua giảm đi. Đây là một tình huống căng thẳng mà chúng ta đang đối mặt vào lúc này. Nhận định của ông về việc liên kết hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài là như thế nào? Hầu hết các khó khăn xuất hiện trong chuỗi cung ứng là do giao tiếp, truyền tải thông tin. Cách để doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài hợp tác tốt hơn là cải thiện khâu thông tin, giao tiếp. Đây không phải là chuyện hàng tuần đi tới quán cà phê để nói chuyện và xây dựng mối quan hệ, mà là cung cấp. Cái vai trò của cái trao đổi thông tin là rất là quan trọng. Nhà sản xuất và nhà cung cấp. Đó là các thông tin về số lượng hàng bán, dự báo nguồn hàng, lượng hàng tồn kho. Nếu những thông tin này được chia sẻ đúng lúc và đầy đủ, thì chắc chắn việc hợp tác sẽ tốt hơn rất nhiều. Làm cách nào để Việt Nam có thể thu hút được các tập đoàn đa quốc gia và hội nhập vào chuỗi cung ứng? Có rất nhiều yếu tố khiến Việt Nam trở nên hấp dẫn với các nhà đầu tư. Lao động giá rẻ và chăm chỉ vẫn là một trong các yếu tố hấp dẫn FDI. Nhưng nó sẽ không kéo dài mãi. Để giữ được sức hấp dẫn trong đầu tư, Việt Nam cần phải cung cấp một môi trường kinh doanh với những tiêu chuẩn. Một là về khía cạnh luật pháp cần phải rõ ràng, minh bạch và ổn định. Hai là về cơ sở hạ tầng, ngân sách sử dụng trong cơ sở hạ tầng hiện tại chưa hiệu quả và có phần lãng phí. Cải thiện cơ sở hạ tầng là cách để phát triển logistics. Và cơ sở hạ tầng ở Việt Nam đang ở trong tình trạng yếu kém. Nó khiến cho các doanh nghiệp phải tốn nhiều chi phí hơn trong vận chuyển hàng hóa. Ví dụ để vận chuyển một container từ Bình Dương đến Cái Mép tốn 2 giờ đồng hồ, vì đường gập ghềnh khó đi có thể làm hỏng hàng hóa.
mà những một trong những vấn đề rất là quan trọng của cả hoạt động tôi cũng ở Việt Nam là chính là cái cải logistics nó đang có là cả đang thiếu hụt cái hệ thống điểm dừng và cái cơ sở hạ tầng của vận tải rất là hạn chế. Cần phải tăng cường giáo dục hướng nghiệp, tạo các cơ hội thực tập cho sinh viên, đào tạo nguồn nhân lực cấp cao ở các vị trí quản trị sản xuất, quản trị hàng tồn kho, logistics. Toàn cầu hóa và thương mại quốc tế đang đặt ra cho các doanh nghiệp những thách thức về kiểm soát và tích hợp dòng chảy hàng hóa, thông tin và tài chính một cách hiệu quả. Điều này đồng nghĩa với việc bất kỳ doanh nghiệp nào xây dựng một chuỗi cung ứng nhanh nhạy, thích nghi cao và sáng tạo sẽ giúp họ dễ dàng vượt qua đối thủ trong cuộc chiến cạnh tranh. Việt Nam đang là một quốc gia có tốc độ hội nhập rất nhanh và giờ đây đã là một thành phần không thể thiếu trong nhiều công thức sản phẩm đa quốc gia. Thế nhưng chuỗi cung ứng của ta đang gặp phải những vấn đề và thách thức làm giảm tốc độ của cuộc chạy đua. Nhận diện những thách thức đó và xác định chiến lược cụ thể để hội nhập sâu rộng vào chuỗi cung ứng toàn cầu là vấn đề cần được đặt ra. Vừa rồi thì chuyên đề kinh doanh đã cùng với ông Julian Brun thảo luận về những lý luận liên quan đến chuỗi cung ứng. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng bàn bạc về những vấn đề thực tế hiện nay của ngành cung ứng tại Việt Nam. Trong năm 2012, do lạm phát, tỷ lệ hàng tồn kho của doanh nghiệp Việt Nam mặc dù đang có chiều hướng giảm nhưng vẫn ở mức cao. Vậy hệ thống chuỗi cung ứng có thể giải quyết vấn đề này như thế nào? Đúng vậy, hàng tồn kho cao là một dấu hiệu kinh tế rất xấu. Đó là một hệ quả của quản lý chuỗi cung ứng kém, chậm phản ứng với những thay đổi của thị trường tạo ra hàng tồn kho. Trong trường hợp này, nhu cầu giảm hoặc bỏ lỡ cơ hội bán hàng khi nhu cầu tăng. Đây là một nguyên tắc quan trọng cho các nhà sản xuất hiểu và đặt ra yêu cầu bộ phận kinh doanh phải dự báo những xu hướng chính xác. Thông thường, họ đặt mục tiêu doanh số bán hàng không thực tế. Lời khuyên của tôi là xây dựng bộ phận dự báo nhu cầu cũng như số lượng hàng bán và hoàn thiện thời gian giao hàng hiệu quả. Ông có thể cho biết nhận định tổng quan về ngành công nghiệp sản xuất ở Việt Nam, về những thách thức và cơ hội. Có 3 giai đoạn chính để nền công nghiệp Việt Nam phát triển. Giai đoạn 1, giai đoạn yếu tố, tức là doanh nghiệp có sẵn lao động rẻ, có sẵn nguồn tài nguyên thiên nhiên, đây là giai đoạn cơ bản. Giai đoạn 2, giai đoạn hiệu quả, là giai đoạn bắt đầu phát triển hiệu quả hơn với nhà máy sản xuất tinh gọn, chuỗi cung ứng tích hợp, doanh nghiệp cần phải tăng giá lao động lên, sản xuất hiệu quả hơn. Đây là giai đoạn mà Trung Quốc đang trải qua. Giai đoạn 3, giai đoạn sáng tạo, là giai đoạn đầu tư phát triển công nghệ để nâng cao lợi nhuận thông qua các sản phẩm gốc, tinh vi và nhà máy tự động. Đây là giai đoạn mà các nước châu Âu, Mỹ, các nước phát triển đang thực hiện. Việt Nam đang trong quá trình đầu chuyển đổi sang giai đoạn hiệu quả và thoát khỏi danh tiếng của một nước có lao động giá rẻ. Có rất nhiều công nghệ hiện tại để cải thiện sản xuất, phát triển lên giai đoạn hiệu quả. Mặc dù giá nhân công Trung Quốc cao gấp 3-4 lần Việt Nam, nhưng họ vẫn làm việc hiệu quả hơn và có mức cạnh tranh cao. Cũng thời điểm này, giá lao động ở Campuchia thấp hơn một nửa nhưng kém năng suất hơn. Như vậy, Việt Nam đang nằm trong mức giữa. Khi so sánh với các nước về giá nhân công cũng như trình độ sản xuất. Vì vậy, Việt Nam phải tiếp tục phát triển với việc tăng mức lương lao động cho người dân để kích thích họ mua hàng, đồng thời hỗ trợ nền kinh tế trong nước. Bên cạnh đó, cần phải làm năng suất cao hơn để giữ cho chi phí sản xuất thấp để cạnh tranh với khu vực cũng như quốc tế. Ngoài ra, sự khác biệt chính giữa một nhà máy ở Việt Nam và ở Trung Quốc là quy mô. Điều này dẫn đến các nhà máy sản xuất Việt Nam linh hoạt hơn trong việc chấp nhận sản xuất với số lượng nhỏ hoặc sản xuất theo các đơn đặt hàng. Đây là một sự khác biệt quan trọng cần phải được phát triển. Việt Nam là một trong những nước có ngành nông nghiệp phát triển nhất ở châu Á, với hơn 70% dân số tham gia sản xuất thực phẩm. Sản xuất trái cây ở đồng bằng sông Cửu Long chiếm 50-60% sản xuất cả nước, tuy nhiên chỉ có 5% được bán ra ở thị trường quốc tế. Theo ông, chúng ta nên áp dụng mô hình chuỗi cung ứng như thế nào để có thể tăng năng suất cũng như cải thiện đời sống của người dân? Để tăng năng suất và cải thiện đời sống người dân, theo tôi, cần xây dựng các địa điểm, nhà máy hỗ trợ nông dân, làm các quy trình liên quan như đóng gói, sấy khô để vận chuyển đến nơi mua. Có như vậy thì chuỗi cung ứng trái cây mới tốt hơn. Tiếp theo là vấn đề nhân lực.
Nếu có thêm người trồng cây, đóng gói, sấy khô thì sản xuất sẽ hiệu quả hơn. Nông dân ở đây thường không biết cách sử dụng thuốc trừ sâu và nên chọn loại nào. Vì vậy, cần phải tìm hiểu rõ thông tin, nguồn gốc về các loại thuốc trừ sâu để sử dụng nhằm tăng sự tin tưởng của khách hàng đối với các sản phẩm của mình. Trong thời gian hoạt động tại Việt Nam, các bạn thấy rằng một trong những cái vấn đề của chúng mình Việt Nam đang gặp phải và nó là một cái thách thức rất lớn, đó là cái vấn đề về khả năng truy xuất nguồn gốc, đặc biệt là cả cái chủ mảng về nông nghiệp và cả cái chủ mảng liên quan đến các mặt hàng thực phẩm đấy. Bởi vì các bạn hình dung rằng là khi mà Việt Nam gia nhập vào các cái cơ chế như là hiệp định EVFTA, EVTA, FTA hay là các cái hiệp định khác á, thì các hiệp định và các nước khác á, thì mà mở ra rất nhiều cơ hội về xuất khẩu. Thứ nhất, các nhà xuất khẩu các nước đó họ lại trở nên ái ngại đối với cái hoạt động ở Việt Nam. Đơn giản bởi vì các bạn hình dung rằng là cái hàng hóa Việt Nam nó không có cái gì làm được cái đảm bảo được cả. Thậm chí những cái tiêu chuẩn của Việt Nam như là Vietgap hoặc là Globalgap hoặc là các ASEANGAP hoặc là những cái tiêu chuẩn mà liên quan đến hàng hóa thì hầu như nó đã không đáng tin cậy. Bởi vì các bạn hình dung rằng những cái chứng nhận đó đến lúc kể cả người kiểm dịch hoặc là người kiểm tra được cả chất lượng sản phẩm, họ còn không cần biết nó chất lượng như nào, họ không tiến hành test, mà họ chỉ dựa trên các mối quan hệ cá nhân và dựa trên sự tin tưởng, dựa trên cái cả khả năng quan sát và đóng dấu. Điều này nó trở thành một cái bất cập và nó trở thành một cái rào cản rất lớn để mà hàng hóa Việt Nam có thể gia nhập vào các thị trường châu Âu hoặc các thị trường nước lớn. Vì vậy trong tương lai, những cái công nghệ như công nghệ blockchain, một trong những cái công nghệ mình thấy rất là cái tiềm năng, thì nó sẽ giúp giải quyết cái vấn đề này. Đấy. Ông có thể kể về những thành công trong việc tư vấn áp dụng chuỗi cung ứng hiệu quả? Tôi sẽ chia sẻ một số thành công trong việc áp dụng chuỗi cung ứng hiệu quả của các doanh nghiệp tại Việt Nam. Thứ nhất là về ngành sản xuất. Một quy trình mới đã được chúng tôi tư vấn áp dụng, đó là khi có thêm nhiều nhân công, bạn phải có quy trình đầy đủ, ai làm công đoạn gì, vào khung giờ nào, tránh không để thừa lao động và lãng phí các giai đoạn. Vì thế khi có lao động mới, doanh nghiệp đã có sẵn cách thức và nội dung làm việc, không cần chờ đợi hay bắt đầu bàn bạc ý kiến. Bán lẻ, chuyên phân phối các sản phẩm điện tử ở Việt Nam. Họ có rất nhiều hệ thống cửa hàng ở Việt Nam và muốn mở rộng thêm 30 cửa hàng nữa trong 2 năm tới. Vấn đề là họ phải làm cách nào vận chuyển hàng hóa đến cửa hàng rồi đến người tiêu dùng một cách hiệu quả nhất. Làm cách nào để mang hàng về kho, cần sử dụng những loại phương tiện gì, bao nhiêu phương tiện. Và chúng tôi đã giúp họ thiết kế một mạng lưới phân phối tiết kiệm được 15 triệu đô la Mỹ. Thưa quý vị, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế mang lại cho các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, những cơ hội tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Vì vậy, các doanh nghiệp chúng ta nên nắm bắt và tận dụng hiệu quả cơ hội này để phát triển, nâng cao sức cạnh tranh và gia tăng lợi nhuận. Đến đây thì chuyên đề kinh doanh với chủ đề chuỗi cung ứng toàn cầu, cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chuyên đề kỳ sau. Thì vừa rồi mình đã có một cái video giới thiệu cho bạn về các cái thực trạng liên quan đến cái cơ hội và thách thức của các cái chuỗi cung ứng của Việt Nam này, ok? Đấy, còn các cái chuỗi cung ứng của toàn cầu thì sao? Các cái vấn đề mà nó đang đối mặt nó là gì? Thì ở đây đó là mình đã liệt kê cho các bạn những cái vấn đề mà một cái chuỗi cung ứng toàn cầu hoặc là một cái nhà quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu họ đang phải đối mặt. Cái nhất và cũng là những cái thông tin mà lúc này ông có chia sẻ đó. Cái nhất vấn đề đầu tiên đó là cái toàn cầu hóa về cả thị trường và ngành sản xuất. Tức là các bạn hình dung rằng trước đây thì cái tính kết nối giữa thị trường toàn cầu và cái nhà sản xuất địa phương nó không nhiều. Thế nhưng bây giờ cái việc kết nối này nó trở nên rất là chặt. Cả cái thông tin liên quan đến cái địa phương thì nó có thể ảnh hưởng tới cái thị trường tiêu thụ trên toàn cầu. Bởi vì ví dụ các bạn hình dung một cái ví dụ rất là điển hình, ví dụ giống cách đây vào năm 2007 hay 2008 đấy, thì nó có xảy ra một cái vụ, đó là một cái nhà máy dệt may ở Bangladesh nó bị sập. Nhà máy đó là nhà máy 5 tầng thì nó bị sập và nó giết chết tới gần 1.000 người đấy. Thì các bạn chung là sau cái vụ đó nó xảy ra thì hầu như các cái sản phẩm của các công ty ra trên thế giới
Mặc dù đây chỉ là một cái nhà máy mà do outsourcing, tức là cái nhà máy chịu phụ trách nhiệm là may mặc, chứ nó không phải là cái nhà máy của chính cái công ty đó. Tuy nhiên bởi vì cái hiện tượng đó là nên nó ảnh hưởng tới hoạt động tiêu thụ, và hầu như là khoảng 4-5 tháng sau đó thì sản phẩm của công ty này, tập đoàn này nó không tiêu thụ được đấy, bất kỳ sản phẩm nào. Đấy, cho nên là đấy là một cái ví dụ nó minh họa cái tình gắn kết của chủ của mình. Thông tin ở địa phương nó có thể ảnh hưởng tới cái hoạt động tiêu thụ ở thị trường toàn cầu. Yếu tố thứ hai đó là điều kiện môi trường trở nên phức tạp và khó lường. Tức là các bạn dùng rằng cái chủ của mình trước đấy, bởi vì nó có quy mô nó nhỏ cho nên là dễ quản lý trong vòng phạm vi một nước, thì đôi lúc các bạn cũng chẳng cần quan tâm đến các vấn đề về chính sách thuế khóa hoặc là cái chính sách đối ngoại hoặc là chính sách ra. Nhưng bây giờ mọi thứ nó được mở rộng ra thị trường toàn cầu, cho nên là nó đòi hỏi cái tính phức tạp và cái tính và là bất ngờ, cái ngoài sự đương trước của các cái nhà quản trị, nó diễn ra một cách thường xuyên hơn. Cái thứ ba, các cái giải pháp tích hợp kéo dài đánh giá của các doanh nghiệp truyền thống. Tức là cái này cũng là một cái lúc nãy mình nói đó. Bây giờ thì các cái chủ cung ứng có quá nhiều cái công nghệ để mà có thể tích hợp vào trong một chủ cung ứng. Đấy, và các công nghệ đó nó giúp thúc đẩy cái việc chia sẻ thông tin trong chủ cung ứng. Đấy, và nó giúp các cái doanh nghiệp, bây giờ là doanh nghiệp sản xuất thì họ có thể biết được các thông tin về các doanh nghiệp bán hàng. Tương tự các doanh nghiệp bán hàng thì có thể biết được các thông tin doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp công ứng nguyên vật liệu, doanh nghiệp vận chuyển, vân vân. Đấy, mà nó kéo dài cái ranh giới của các doanh nghiệp truyền thống là như vậy ha. Đây, các cái vấn đề liên quan đến thay đổi thông tin, các cái tổ chức ảo, nó cũng là các cái mới mà các cái chủ công ứng hiện nay, các cái nhà quản trị này phải thích nghi và cố gắng tích hợp cái này vào trong chủ công ứng. Ví dụ giống như các bạn hình dung rằng công nghệ blockchain, một công nghệ mới nhất trong cái công nghệ mà hỗ trợ chủ công ứng, thì nó đã được Walmart ứng dụng cách đây 2 năm. Đấy, mặc dù nó chỉ mới xuất hiện và rồ lên cùng trong một thời gian rất là ngắn, tuy nhiên Walmart và rất nhiều tập đoàn sản xuất trên thế giới cũng là công ứng và tiêu hoạt động tiêu thụ trên thế giới, người ta đã nghiên cứu và ứng dụng cái này. Điều này nói lên rằng là cái việc mà áp dụng công nghệ trong chủ cung ứng nó ngày càng trở nên là phổ biến, và nó đòi hỏi là cái người quản trị hẳn cũng phải có cái khả năng để mà thích nghi được cái thay đổi đó. Rồi, một cái thay đổi nữa liên quan đến cái chủ cung ứng hiện nay, đó là cái cấu trúc làm việc trong môi trường cũ nó đã gần dần như thay đổi. Tức là sao? Trước đây thì các bạn dùng rằng trong một chuỗi cung ứng hàng gồm rất nhiều các cái đơn vị tham gia vào trong chuỗi cung ứng đó. Các bạn dùng đây là một cái chuỗi cung ứng hàng gồm các cái doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng này. Lại ví dụ là gồm các cái doanh nghiệp, mỗi doanh nghiệp là một cái này được chứ. Các cái nhà sản xuất, đây là sản xuất ha. Cái nhà thu mua, cái nhà này là cái nhà cung ứng với vật liệu. Đây, các đơn vị này là các đơn vị cung ứng nguyên vật liệu. Đây, các đơn vị sản xuất, đơn vị phân phối, đơn vị bán lẻ. Và đây là người tiêu dùng. Đấy, thì các bạn dùng rằng trước đấy thì mỗi đơn vị hẳn chỉ tập trung vào vai trò hoặc là chức năng riêng của nó thôi. Được chưa? Sau một thời gian thì cái việc mà chỉ có tập trung vào vai trò và chức năng riêng của nó xảy ra rất nhiều cái vấn đề. Qua cái chương 3 các bạn sẽ thấy vấn đề nó là gì ha. Thì nó bắt đầu nó tiến lên một cái cấp cao hơn, đó là phân cấp. Tức là thế kiểu mà hàng sẽ có các cái cấp độ quản trị và những cái người nào sẽ chịu trách nhiệm quản lý các cái cấp độ quản trị nào. Đấy, thì nó sẽ khiến cho cái chủ cung ứng nó tình gắn kết cao hơn. Còn bây giờ thì mọi cái cả cấp độ quản trị nó được tập trung vào cái focal, thường là các cái đơn vị sản xuất này. Đấy, cái này gọi là các cái focal. Đấy, thì với cái việc là nhiệm vụ nó trở nên tập trung, cho nên là cái cách thức làm việc, cách thức giao tiếp trong chủ ngữ nó cũng thay đổi theo ha. Đấy, rồi một số cái thay đổi nữa với chủ ngữ đó là cái sự chuyển đổi về quyền lực cho khách hàng. Tức là trước đây thì khách hàng là cái người nhận hàng, thì bây giờ khách hàng là người đặt hàng. Hôm trước mình còn giới thiệu các bạn cái chuỗi mừng dạng gọi là build to order của Dell hay Microsoft đó. Tức là bây giờ trước đây cái hàng hóa nó được đẩy từ các cái nhà cung ứng, nó đẩy từ các cái nhà cung ứng ra thị trường.
sản xuất nguyên vật liệu có xong thì sản xuất xong thì phân phối bán lẻ ra thị trường. Còn bây giờ khách hàng chính là cái người đặt hàng. Khách hàng chính là cái người đặt hàng cho các bên sản xuất. Và họ chỉ bắt đầu sản xuất khi nào mà được khách hàng đặt hàng. Được chưa? Khi nào mà được khách hàng đặt hàng thì họ mới tiến hành sản xuất và tiến hành lấy nguyên vật liệu về để sản xuất và sau đó mới tiến hành cung ứng ra thị trường. Đấy, thì đấy là một cái khác biệt nữa liên quan đến chúng mình. Ngoài ra thì một cái khác biệt nữa với chúng mình hiện nay mà các nhà quản trị cần phải chú ý đó là tính linh hoạt. Thì các bạn dùng rằng trước đấy một cái chúng mình nó có đặt nặng cái vấn đề về cái tính hiệu quả về mặt chi phí. Nhưng bây giờ thì nó đổi lại là nó trở thành là tính linh hoạt. Tức là sao? Bạn hình dung này. Bởi vì đuổi chuẩn ứng bây giờ nó ngày càng trở nên phức tạp, nó có quá nhiều thứ nó có thể xảy ra trong chuẩn ứng. Đấy, bởi vì nó rộng, bao gồm rất nhiều quốc gia, rất nhiều công ty ở nhiều quốc gia tham gia trong chuẩn ứng, nó thường xuyên xảy ra cả cái khủng hoảng hoặc là cả cái rủi ro liên quan đến chuẩn ứng. Đấy, thì cái chuẩn ứng nào nó có tính linh hoạt càng cao thì cái khả năng đối phó với những cái rủi ro hoặc là những cái sai sót hoặc là những cái khủng hoảng đó nó càng tốt. Thì tỉnh linh hoạt thể hiện qua cái khía cạnh nào? Tỉnh linh hoạt thể hiện qua cái khía cạnh đó là họ có cả cái phương án dự phòng. Tức là sao? Các bạn dùng rằng là một cái chủ cung ứng trước đấy thì nếu mà sản xuất một cái áo thì chỉ cần một cái nhà cung ứng là đủ. Tuy nhiên bây giờ thì bên cạnh nhà cung ứng này người ta sẽ có một cái nhà cung ứng backup. Giả sử cái đơn vị cung ứng này mà có cái vấn đề gì thì sẽ có cái phương án để mà phòng ngừa cho cái đó. Chẳng hạn ví dụ giống ở chỗ một cái khách hàng đặt hàng cho Scavi để sản xuất 10.000 cái áo thì Scavi sẽ là đơn vị sản xuất chính trong cái chuỗi cung ứng 10.000 cái áo này, được chưa? Đấy, tuy nhiên nếu mà cả cái đơn vị trong chuỗi cung ứng này có thêm một cái backup, ví dụ Scavi này có một quan hệ hợp tác với cả cái đơn vị chẳng hạn như Hạc BI hoặc Việt Máy Huế hoặc là công ty khác Thiên Phủ Thiên Phạt đúng không, vân vân, để mà tiến hành sản xuất ấy, thì rõ ràng trong trường hợp đó tỉnh lớn hoặc của chuỗi cung ứng cao hơn. Nếu mà công ty Scavi có vấn đề gì đó thì công ty này có thể outsourcing cho những cái đơn vị khác. Đấy, hoặc là chuyển cái đơn hàng cho các đơn vị khác để họ tiến hành sản xuất, thì đó nó thể hiện cái tính linh hoạt của chúng mình. Và chúng mình bây giờ thì người ta tập trung vào tính linh hoạt cao hơn so với cái cả cái yếu tố liên quan đến hiệu quả chi phí như trước đây ha. Đấy. Rồi những cái vấn đề nữa mà một cái nhà quản trị chuẩn ứng họ cần phải chú ý đó là cái khía cạnh ứng dụng cái công nghệ nhằm thúc đẩy và chuyển đổi. Đấy, nó dần thay đổi chuẩn ứng. Đấy, và các bạn dùng rằng cả công nghệ bây giờ nó khiến chuẩn ứng mà trở nên ngắn hơn. Bởi vì sao? Trước đấy hàng hóa khi ra ngoài thị trường thì có rất nhiều bên tham gia vào trong một chuỗi cung ứng, bạn thấy có rất nhiều bên đúng không? Đấy, rất nhiều bên tham gia vào trong chuỗi cung ứng này. Đấy, rất nhiều bên tham gia vào chuỗi cung ứng này. Tuy nhiên, bởi việc là người ta ứng dụng cả công nghệ với chuỗi cung ứng, chẳng hạn công nghệ về bán hàng online, các bạn thấy rằng những cái nhà sản xuất họ có thể bán trực tiếp ra thị trường, hoặc là cả công nghệ liên quan đến vận chuyển hoặc là cả công nghệ khác thì chỉ có một cái đơn vị vận chuyển trung gian thay vì là có rất nhiều cửa hàng hay là cả rất nhiều các đơn vị phân phối trung gian. Đấy, thì đấy cũng là một cái khía cạnh nó thúc đẩy cái việc chuyển đổi của chúng mình nhé. Rồi thì ngoài ra còn có cả cái khía cạnh khác mà một cái ứng mà cũng cần phải xem xét, đó là hai cái này hàng giống với cả khía cạnh mấy chỗ cái cả tỉnh linh hoạt rồi ha, mình nói rồi ha. Đấy, các tổ chức hiểu rằng họ là một phần của hệ thống lớn hơn, tức là các ý thức hệ với cái chuẩn ứng nó ngày càng trở nên quan trọng, tức là ngày càng trở nên phổ biến. Trước đây các doanh nghiệp họ chỉ cần quan tâm tới cả những cái đơn vị của họ thôi, thì bây giờ họ phải cần quan tâm đến các đơn vị trước và sau họ nữa, bởi vì các đơn vị trước và sau họ hoạt động tốt thì họ mới có thể hoạt động tốt. Và nếu mà các đơn vị nó có vấn đề gì thì họ cần phải tiến hành thúc đẩy hỗ trợ trong các trường hợp đó nhé. Rồi thì đó là các nội dung của chương 1 ha. Rồi đáng lẽ là mình sẽ cố gắng ghi nhắn để mình qua chương 2 luôn, tuy nhiên do không còn nhiều thời gian nữa, mình chỉ muốn cỡ khoảng một tiết để mà các bạn có thời gian để các bạn làm mái mát và làm bài tập, cho nên là
Bây giờ chúng ta sẽ xem một cái bài tập của chương 1 luôn ha. Và đây cũng sẽ là bài tập của cái tuần này luôn. Tức là trong cái bài tập này nó đưa ra một cái case. Cái case liên quan đến chuỗi cung ứng của Amazon, một tổ chức kinh doanh điện tử. Thì cái case này các bạn sẽ làm theo bài tập nhóm. Các bạn sẽ đọc case. Sau đó thì các bạn sẽ giải quyết các câu hỏi liên quan đến case này. Đó là cái case nó là cái Amazon bản sách. Vâng, chắc là các bạn sẽ đọc và các bạn sẽ giải quyết cái case này cho mình. Được chưa? Rồi.